giao lưu anh em gốc Cẩm Lai, hàng khủng nha anh em, cái này hàng khu vực nha anh em nha. Hàng này lỗi không à, bự rồi mày vô thức rồi cho anh em nó quay đi vòng quay luôn. Cái này tầm cỡ hai tạ mấy nha anh em, bự cao 1m8, cao 1m8 đo cái bàn ấp đế rồi đo bàn chân là anh biết cây bự nào à, ấp đế chứ à. Đó. 200 nha anh em. Bàn chân chú cái đầu ngọn nó ở chỗ đó. Một trăm ba mươi sáu anh em à, để ngang luôn cho ta coi. Anh em coi nè, cây thực tế cái ngày đẹp nha anh em, lỗi nó nè, nổ lên đỏ tím đẹp đẹp. Cây này nó bọng ở trong nha anh em, mà vào đây là nó còn dày thịt nữa nè, đó bọng trong đây thịt này còn dày anh em, vừa đục ok hết đấy. Đẹp anh em, đỏ đã lắm nha, cây dễ rồi nó ra đu chuột, mấy cái đầu chuột nó rút lại hết đặt hết nha anh em, có mới dễ bị... Cái này mà mới mài mới trà anh em à, cái này đục ra là có văng hết toàn bộ luôn á. À, bên này cũng còn dày, đây còn dày, anh em đục cho tôi nó bọng bên giữa à, về làm cái đồng hồ cũng đẹp nữa, đục xung quanh làm cái đồng hồ chính giữa. Đế nè, dễ nè, cày quá khủng luôn. Bữa nay kiếm gốc Cẩm Lai mà hàng dục gì khủng gì là hết rồi nha anh em. À, đầu nó nha anh em, đầu nè, đầu đặt có bọng trên đây cái gì nè, cái này đặt nhiều lắm, thấy không, gỗ cắm hàng khủng, gỗ sốt anh em à.